Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau dán mặt lưng bóng cho Galaxy S23 Plus. Bước 1. Vệ sinh mặt lưng và viền Galaxy S23 Plus. Chúng ta sẽ sử dụng miếng khăn lau chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn trên bề mặt phần lưng và viền máy. Bước 2. Ướm miếng dán vào mặt lưng Galaxy S23 Plus. Chúng ta sẽ ướm và định vị bắt đầu từ phần chân sạc, trải đều miếng dán đến phần cục camera sau như trong video. Sử dụng miếng gạt chuyên dụng để miết đều keo và đẩy bọt khí bên trong miếng dán ra ngoài. Bước 3. Miết đều các góc cạnh góc cho đều keo mặt lưng. Chúng ta sẽ sử dụng các ngón tay điêu luyện miết đều các góc cạnh góc sao cho đều keo nhất có thể. Như các bạn đang thấy ở trong video thì bên mình còn sử dụng công cụ hỗ trợ, đó là chiếc máy khỏi nhiệt. Nó sẽ giúp miếng dán nhanh bám vào bề mặt mặt lưng hơn. Trong quá trình dán, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Biến S23 Plus từ nhám thành bóng. Lục xác. Con này trước có bao nhiêu ạ? 10 triệu. Mới phải. Chú cô gái thật. Mua 8 triệu. Nguyên là 10 triệu. Hơi rớt một tí tăng gì, không đẹp nhỉ. Chẳng có anh rồi, không đẹp thế. Mua đôi, hai đôi nhỏ. Cùng màu anh. Khác màu. Bóng này nó kiểu mới, nó phải bám vào tay một chút. Ok. Thì trả cho người ta ngoài xử lý bóng mắt. Bóng tay. Vâng, như bóng vậy. Bóng đấy. Bóng đấy. Mất cái công lao đấy chứ. Còn kiểu dán nhám thì nó không dễ bị lộ ấy. Nhám thì đây là nhám. Dán bóng thì nó sẽ lộ hơn chứ. Thank you.
chị không lấy ạ. Em kèm cái gì ạ chị? Phô ba. Ai ạ? Phô ba dán con đấy nha. Chị dán phun à? Dán phun thì em sợ không bám được vì cái đấy nó dày lắm. À dày ạ? Dán cái đấy những con khác thì được, mấy con trâu thì nó mỏng, em sợ không bám được. Còn chị ạ? Được. Đằng sau có ổ ấy. Ở đây họ đang bên cạnh cái máy. Được.